Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang 24. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Funny Face. Hôm nay chúng mình sẽ ôn lại các phần kiến thức cũ, các nốt nhạc mà chúng mình đã được học ở phần trước đó thôi. Chúng ta sẽ đọc nốt nhạc nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc tên nốt từ đầu đến cuối bản nhạc này nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Do, Hai, Mi, Do, Hai. Son do hai, mi do hai, son do hai, re mi re do si hai, do re si son do hai, mi do hai, son do hai, mi do hai, son do re mi re hai mi do hai ba do hai ba. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn xong cho các con bản nhạc Funny Face. Sau đây thì các con cùng quan sát cô hướng dẫn cho các con chơi trên phím đàn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay trái ở vị trí đô trung tâm đối với bài Funny Face. Tay phải chúng ta cũng đặt ở vị trí đô trung tâm. Và chúng ta thực hành các nốt chúng ta đã học ở tay trái là nốt đô và nốt sòn. Còn tay phải thì các con sẽ thực hành 3 nốt là đô, rê, mi nhé. Bây giờ cô Vân sẽ lấy nhịp đều, nhịp 3, 4 và cô bắt đầu hướng dẫn cho các con từ đầu cho đến cuối bài. Các con cùng quan sát lên bản nhạc nhé. 1, 2, 3. Đô, 2. Mi, đô, 2. Sòn, đô. Chơi một lượt từ đầu cuối bài. Bây giờ thì cô sẽ bật nhạc ở tốc độ chậm. 1, 2, 3. Các con luyện tập bản nhạc này, lưu ý là dù chúng ta di chuyển tay có nhanh thì chúng ta vẫn phải khum ngón tay nhé. Và chúng ta nhớ cho cô về vị trí nốt nhạc được ghi ở trên khóa son và khóa pha nữa. Còn một phần là chúng ta phải lưu ý chơi đều nhịp cùng với lại nhạc. Khi nào chúng ta hoàn thành ở một tốc độ chậm hoặc một tốc độ nhanh và học thuộc bài thì chúng ta hẳn nên chuyển sang bài học mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn các con ở bài học tiếp theo.